Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình. Trong video ngày hôm nay thì mình xin giới thiệu với các bạn một file Excel chạy VBA để đổi tên file hàng loạt trong Windows. Thì ở trong cái video lần trước thì mình cũng đã có một cái video về dùng VBA trong Excel để đổi tên thư mục hàng loạt. Đây, cái video số 78. Cái đường link của video này thì mình sẽ để ở phần mô tả của video hoặc ở góc bên phải của màn hình. Ok, chúng ta cùng bắt đầu vào video ngày hôm nay. Đầu tiên thì các bạn sẽ mở một đường link. Đây là đường link tải của file VBA, có đoạn mã VBA. Cái đường link đó thì mình sẽ để ở phần mô tả của video này nhé. Sau đó chúng ta dán vào trình duyệt và sẽ đi đến một trang web như thế này. Ở đây thì các bạn hãy chọn vào mục này để copy. Đây. Đó, nó sẽ hiện đã copy. Sau đó thì chúng ta sẽ khởi động Excel lên. Mình sẽ mở một file Excel mới nhé. Ở đây thì các bạn hãy làm các bước như sau. Đầu tiên chúng ta sẽ vào thẻ developer. Nếu mà máy của các bạn nó không có cái thẻ developer này thì các bạn hãy chọn chuột phải vào chữ view này. Sau đó chúng ta chọn vào mục customize the dashboard. Mình sẽ zoom lên. Đây. Chuột phải vào view này và chọn customize. Ở cửa sổ này thì chúng ta sẽ đánh dấu tích vào mục developer. Sau đó ấn OK. Rồi. Tiếp theo thì các bạn hãy ở thẻ developer này. Chúng ta sẽ chọn vào mục Visual Basic. Hoặc là các bạn có thể dùng phím tắt Alt F11 trên bàn phím. Sau khi ấn vào Visual Basic thì chúng ta sẽ có một cửa sổ như thế này. Ở đây thì các bạn hãy vào mục Tool. Sau đó chúng ta chọn dòng đầu tiên. Tiếp đến bảng này thì các bạn hãy kích chọn vào Microsoft Scripting Runtime này. Đánh dấu V vào đây. Và chúng ta chọn OK. OK. Tiếp theo bước này thì các bạn hãy chuột phải vào cái sheet 1 này. Chuột phải vào. Và chúng ta sẽ chọn vào Insert Module. Và bây giờ thì chúng ta hãy dán cái đoạn mã. Dán cái đoạn mã mà vừa copy ở trên trang web kia về. Cái đoạn mã VBA này thì mình sưu tầm được ở trên YouTube của một bạn. Và mình cũng đã tinh chỉnh lại một chút để cho nó có thể phù hợp, thuận tiện hơn cho công việc của mình. OK, bây giờ thì chúng ta cùng quay trở lại cái cửa sổ Excel. Vẫn ở thẻ developer này, các bạn hãy chọn vào mục Macro. Ở đây thì chúng ta đã có 4 macro thì các bạn hãy chọn vào macro bắt đầu và chúng ta ấn run. OK, sau khi ấn vào macro bắt đầu thì chúng ta sẽ có 3 mục chọn ở trên màn hình đây. Mình sẽ zoom to lên một chút. Đó, có 3 mục, đó là chọn thư mục, đổi tên file và xóa. Thì các bạn hãy chọn thư mục. Ở đây chúng ta sẽ có một cửa sổ bật lên. Mình sẽ tìm đến thư mục cần đổi file. Ở đây thì mình đã tạo ra một thư mục ở phần desktop. Mình sẽ tìm đến phần desktop.
phần desktop của mình đây. Và mình có một thư mục là test đổi tên file. Rồi, các bạn chọn OK. Đây nhé, thư mục của mình đây nhé. Đó. Thư mục test đổi tên file của mình ở desktop đây. Mình đã tạo ra khoảng 55 file để làm ví dụ cho các bạn. Đây là thư mục trên Windows này. Và đây là file Excel của chúng ta. Ở đây là đã chọn vào thư mục test đổi tên file, các bạn ấn OK. Đó. Thì lúc này tất cả các cái tên file của chúng ta trong thư mục đã được hiện lên ở đây. Đầu tiên là chúng ta có ở cột A, đó là cột số thứ tự. Cột B đó là đường dẫn tới cái thư mục đó. Đây. Thư mục của mình là ở desktop. Và tên thư mục đây là test đổi tên file. Tiếp theo đó là tên cái file hoặc folder nằm ở trong cái thư mục đó. Đây. Phần tiếp theo đó nữa đó là cái đuôi file, tức là phần mở rộng. Ví dụ ở đây là docx là file word này. Đây là file ảnh này, file bitmap này. Đây là một file nén này. Đây là file text. Đó, đây là file PowerPoint. Ok. Đây thì sẽ phân loại đó là file hoặc thư mục. Và đây là lần truy cập cuối, tức là lần cuối mình mở cái file đó lên. Các bạn lưu ý ở cột G này chúng ta sẽ có cái tên mới. Ví dụ như ở đây cái file copy số 1. File số 1 copy 2 phần copy này, mình sẽ đổi tên mới thành đây là file Word đúng không? Mình sẽ đổi tên là file Word số 1 đi. Và mình sẽ thử ấn vào nút đổi tên này nhé. Đây mình sẽ mở cùng cái thư mục kia lên để các bạn có thể dễ nhìn. Ở bên này thì chúng ta sẽ view. Đó. File Word copy 2 đây. Cái file này của chúng ta. Bây giờ mình sẽ thử ấn đổi tên nhé. File Word số 1 copy 2 copy. Đó, và nó đã được đổi tên thành file Word số 1. Ok. Bây giờ thì để load lại cái danh sách file thì chúng ta sẽ chọn lại thư mục đó nhé. Đây, mình sẽ chọn vào thư mục test đổi tên file, ấn OK. Đó. Ở đây thì chúng ta có thể dùng hàm filter để lọc ra. Mình sẽ ví dụ một cách đổi tên hàng loạt nhé. Mình sẽ đổi lại hết thành từ 1 đi, đến 5 năm. Ở đây chúng ta có tổng cộng 55 file. Mình sẽ kéo xuống bên dưới này. Đây, 55 file. Ví dụ ở đây mình sẽ để nhanh thì mình sẽ đặt tên là file từ 1 đến 55 đi. Đây, file từ 1 đến file 55. Sau đó thì mình sẽ chọn vào đổi tên file. Và mình sẽ nhìn xem là bên này nó sẽ đổi tên như thế nào nhé. Ok, mình cũng ấn nhé. Xong. Đó. Và bên này tất cả file của chúng ta đã được đổi tên. Ok, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo. Đường link tải thì các bạn có thể gõ theo cái tên này, hoặc là mình sẽ để ở dưới phần mô tả của video để các bạn có thể dẫn đến cái link mã code VBA vừa rồi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.